Chào anh chị em nhá, bên shop em gửi tới anh chị em cặp dầu gội 4 lít. Cặp dầu gội 4 lít của hãng Olatre nhá. Đây là hãng dầu gội mà rất là nhiều anh chị em salon tin tưởng sử dụng nhiều rồi. Rất là nhiều salon tin tưởng sử dụng. Mỗi can này là 4 lít anh chị em nhá. Dầu này là dầu rất thơm, thơm, mượt đấy. Và không có gây hại, không gây dị ứng cho da đầu. Phù hợp với rất rất nhiều cái loại tóc khác nhau, da đầu khác nhau. Không gây dị ứng đấy, và thơm, mềm mượt, phục hồi. Giá lại cực kỳ rẻ. Chất lượng của can lớn như này nhưng mà cũng bằng cái chất lượng của cặp bé. Bởi vì cái hãng này có một cặp bé 800ml nhá, 800ml. Chị cho em mượn cái can, cái chai xả. Cái hãng này nhá, có cặp bé này này. Có cặp bé 800ml. Có cặp bé 800ml một chai. Và cặp lớn là 4 lít. Chất lượng như nhau. Nhưng mà cái cặp bé này là cực đắt nhá, cực bé. Một cặp bé này giá bằng một cái can này, nhưng mà can này là 4 lít ạ. Một can này lại gấp 5 lần cái này. Đấy. Nên anh chị em là mua can này cực kỳ gọi là tiết kiệm là một này, hiệu quả là hai, chất lượng thì không đổi. Được chưa? Em có em có bán trên tất cả các sàn thương mại điện tử nha. Và trên TikTok thì em có gắn link vào rồi. Em có gắn link vào video này, anh chị em ấn vào link để mua nhá. Hàng chính hãng là một nha.